Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta tiếp tục có 3 câu chuyện lớn không? Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh và để lại bình luận của các bạn sau khi xem xong video bên dưới phần comment để tăng tương tác với kênh cũng như là để ủng hộ cho Nguyễn. Và nếu như cô chú anh chị nào, những người bạn, những em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh hồ sơ X, đường lên group căn nhà hoa số 13, đường lên TikTok cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả và bên dưới phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện lớn đầu tiên ngày hôm nay. Câu chuyện này của một người em rất là quen thuộc, em tên là Anh Đào và Nguyễn đã kể trong cái tập ám ảnh kinh hoàng ở bên Malaysia vừa rồi. Thì khi mà nghe xong, dì của em có kể thêm cho em những cái câu chuyện xảy ra vào ngày xưa, liên quan trực tiếp đến dì của em luôn ha. Dì này là dì Năm. Dì Năm sinh năm 1966 và lúc mà dì Năm hồi còn nhỏ đó các bạn, dì bị một cái căn bệnh bại liệt và tưởng đâu là dì chết rồi. Nhưng mà nhờ phước lớn mạng lớn mà dì gặp được một cái vị bác sĩ rất là giỏi, cứu chữa kịp thời cho nên chỉ bị tật một cái chân thôi. Tức là một cái chân nó teo hơi nhỏ và bước đi thì nó tập tễnh. Trước năm 1975, ông bà ngoại của em Đào này nào có mua một vài sào đất ở khu nhà bè. Từ đường Lê Văn Lương chạy thẳng xuống, vừa qua khỏi cái cầu Rạch Tôm á, rẽ phải là nơi mà hồi xưa ông bà ngoại mở một cái tiệm tạp hóa cũng như là một cái tiệm cà phê để bà vừa bán vừa phụ ông ngoại trong đất, vì lúc cái thời điểm đó thì chưa có thuê được ai làm ruộng hết trơn. Và một hôm nọ, ông ngoại mới chở bà ngoại về lại đường Lê Văn Duyệt. Ngày xưa trước năm 75 á, đường Cách Mạng tháng 8 tên là đường Lê Văn Duyệt ha. Ông ngoại chở bà ngoại về để mà nuôi dì ba của Đào mới vừa sinh em bé. Thì trước khi đi, ông bà có nhờ một cái người gọi là bà Bảy. Bà Bảy này là chủ của cái khu đất phía sau đó. Thì mới nhờ bà Bảy là lo cơm nước cho mẹ em với lại dì Năm. Rồi kêu mẹ với lại dì Năm là phải ở đây trông quán cho thật là tốt, không có được mê chơi mà bỏ quán hay chưa. Thì bà Bảy giống như dạng người hàng xóm vậy đó. Thì tất nhiên là bà cũng rất là ok, không có vấn đề gì hết. Và cái sạp tạp hóa cũng như là cà phê dựng lên trước cái ngôi nhà của ông bà Bảy, theo kiểu cái nhà gỗ hồi xưa đó các bạn. Cái cửa sổ á, nó là những cái song gỗ và muốn mở hoặc là đóng thì sẽ phải dùng một cái cây gỗ cỡ vừa để đẩy lên, sau đó là chống vào cái thanh ở phía dưới này, nó tạo ra cái hình này nè, giống như là một cái nắp vậy đó, giống như là khi mà mình kéo cái nắp hầm lên vậy đó, chỉ có khác là nó nằm dọc thôi. Thì kéo lên kéo xuống như vậy, còn cái cửa chính á, thì sẽ dùng một cái thanh gỗ để mà gạt ngang qua. Buổi tối thì mẹ có trải chiếu và giăng mùng ngay chính giữa cái lối đi, để mà nếu mà có trộm á, thì bà sẽ la lên thì sẽ có gia đình của ông bà Bảy phía sau lưng ứng cứu kịp thời. Tính của mẹ em Đào này thì rất là dễ ngủ, còn dì Năm thì nằm trằn trọc hoài à. Hết lăn qua trái xong lăn qua phải, và cái đêm đó các bạn, đang lăn vậy đó thì bất thình lình dì nghe thấy có một cái tiếng gõ trên cửa sổ. Lúc này chưa nghĩ gì đâu ha, dì mới rón rén dì ngồi dì coi, dì hỏi coi là ai, ai rồi, khuya rồi ai ở ngoài đó vậy. Thì dì mới nghe một cái tiếng xì xào và giọng của một cái người đàn ông. Bên cạnh đó còn giọng của một cái đứa trẻ con rất là nhỏ nữa. Cái đứa nhỏ nó mới kêu á là cha ơi, cha mua bánh với lại mua nước ngọt cho con uống với cha. Thì lúc này giọng người đàn ông rất là trầm nha các bạn. Cái tiếng nó bị ngắt quãng, nó cứ đục 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 mờ mờ và kèm theo cả cái tiếng ho của ông ta nữa. Ông ta mới trả lời cái đứa con của mình á là ừ, con đợi một xíu. Và rồi sau đó quay qua nói vọng vào trong nhà, tức là nói xuyên qua cái lớp cửa đó, kêu là tôi ở bờ bên kia, tôi ở bờ bên kia xong, cô bán cho tôi chai nước với lại vài bịch bánh đi. Thì dì Năm nghe cũng hơi lăng tăng các bạn, nghĩ trong đầu á, trời lạ quá, giờ này mà còn ai mua bánh với nước ngọt nữa làm chi. Nhưng mà rồi cuối cùng dì Năm cũng bèn rọi cái đèn dầu, đi lấy bánh và nước ngọt đưa cho hai cha con ở bên ngoài. Và lúc mà dì đẩy cánh cửa sổ lên á, dì nhớ cái khoảnh khắc lúc đó dì giật bắn cả người luôn, xém chút nữa là rớt cái cây đèn dầu rồi, tại vì cái vóc dáng của hai cha con ở bên ngoài. Người cha đó thì cầm cái cây đèn giống cái đèn măng sông lắm,
tay trái ổng thì cầm cái đồ thả lưới và người lấm lem bùn đất. Và dì còn nhớ rất là rõ là ổng mặc một cái bộ đồ màu nâu cũ kỹ lắm kìa. Còn cái thằng nhóc á, mặt của nó rất là đờ đẫn luôn các bạn, giống như là một cái người vô hồn. Nó đứng ngay chỗ của dì nha, nhưng lâu lâu lại quay đầu nhìn về phía bên kia sông. Có nghĩa là cái tiệm cà phê, cái tiệm tạp hóa của ông bà ngoại xây lên á, là nằm sát cái bờ sông bên này. Thì cái bờ sông bên kia kìa, nó cách nhau khoảng một con sông, nó cũng tương đối là rộng á. Thì thấy cứ đứa nhỏ cứ quay quay nhìn nhìn qua bên kia mà thái độ của hai cha con lạ lắm, mà toàn là đi chân đất không. Trả tiền xong xuôi đồ rồi, hai cha con á mới đi xuống ngay chỗ cái bờ, nhảy xuống dưới một cái thuyền rồi chèo qua bên kia sông. Dì Năm cứ nhìn theo hai cha con nha các bạn, tức là nó có một cái mãnh lực gì đó khiến cho dì tò mò lắm kìa. Dì thấy là hai cha con lướt đi vào một cái ngôi nhà, nhưng mà lạ lùng á, không có nhìn thấy được cái ánh đèn từ ở trong nhà phát ra, trong khi trên cái tay của ông đó vẫn còn cầm cái đèn mang sông nha. Lạ lắm, cho nên là dì cứ ngồi nhìn theo hoài à. Một hồi sau á, thì dì lại thấy hai cha con đó đi từ trong nhà ra ngay chỗ cái bụi trúc, rồi sau đó lại quay trở ngược vào trong căn nhà. Và cái chuỗi hành động này nó lặp đi lặp lại cho đến khi mà trời nó tờ mờ sáng. Và dì kể lại cho Đào nghe cái lần cuối cùng mà dì thấy hai cha con đó đi vào trong cái bụi trúc rồi biến mất, không thấy trở ra. Kể từ sau cái lần mà gặp hai cha con, dì lúc đó chưa biết là ma là quỷ gì đâu. Kể từ cái lần đó thì dì không thấy bóng dáng hai cha con nữa. Nhưng mà qua 2-3 ngày hôm sau, ở bên kia sông có cái đám cưới, dì mới theo gia đình ông bà Bảy qua đó chơi. Và trong lúc mà ngồi đợi á, sẵn dịp dì Năm có hỏi một cái người dì tên là dì Thình. Dì Thình nãy bên kia sông nha, nhà bên kia rất là kiểu gần cái căn nhà mà thấy hai cha con đi ra đi vô đó. Thì mới kêu là dì Thình ơi, con thấy ở gần bụi trúc có nhà hai cha con kia ngộ lắm ha. Hai cha con đó không có đi ăn đám cưới hả dì? Tại vì cách đây vài hôm nè, vào giữa khuya đó, con thấy hai cha con nó cứ lướt tới lướt lui từ trong nhà ra chỗ cái bụi trúc xong biến mất. Mà con thấy lạ lắm kìa. Thì cái người dì tên là Thình kia vừa nghe xong thì mới hỏi lại là, ủa, con thấy hai cha con đó hả? Thì dì Năm mới gật đầu dạ đúng rồi. Tại vì người ta còn qua mua bánh trái với lại nước ở ngay chỗ tiệm tạp hóa của ba má con nữa. Thì khi này dì Thình dì mới trả lời á, hai cha con đó không phải người đâu, mà là ma đó. Khuya nào mà bà con ở bên đây xong nè, đi bắt cá là đều thấy hết. Nhưng mà thôi con ơi, tội nghiệp hai cha con lắm. Cách đây không lâu đâu, hai cha con họ đi thả lưới nhưng mà nào ngờ nước lên làm cho con thuyền bị lật úp chết cả đôi. Và vị trí là ngay chỗ cái bụi trúc. Và khi mà bà con phát hiện được thì mới vớt xác đem để trong cái bụi trúc đó chờ đem đi an táng. Và khi biết được cái sự việc như vậy thì khỏi phải nói rồi, dì Năm rất là sợ ha. Và cũng kể từ cái lần đó, đêm nào dì Năm cũng bị chọc phá và toàn là giữa khuya thôi. Lúc thì hai cha con đó gõ cửa mua gạo, lúc thì mua thuốc lá, lúc thì mua bánh kẹo. Rồi dì còn nghe những cái tiếng cười, những cái tiếng nói của cái thằng của cái đứa bé con đó các bạn. Nó cứ cười lên khúc ca khúc khích, rồi còn rủ dì Năm đi thả lưới nữa. Một hai ngày đầu thì dì Năm mất ngủ dữ lắm. Và những cái ngày sau đó, người nó mệt lả luôn. Cho nên là ông bà Bảy mới chạy lên Sài Gòn để mà báo cho ông bà ngoại nghe về tình trạng của dì Năm. Và khi mà ông bà ngoại vừa về tới chỗ nhà bè thì dì Năm nằm sốt ly bì mà miên man lắm rồi cả, giống như là kiểu không biết gì hết trơn nữa. Nhưng mà lạ kỳ cái nha, ngồi canh con á, đến nửa đêm thì thấy là dì Năm đi ra phía tấm ván ngay chỗ bờ sông ngồi để mà vuốt tóc, rồi nhìn ra ngay chỗ cái mé sông và miệng lẩm bẩm cái gì đó không có rõ chữ. Và biết là liên quan tới tâm linh cũng hơi nặng nặng rồi, cho nên sáng hôm sau ông bà ngoại tính đưa dì Năm về Sài Gòn để mà chữa bệnh thì bất ngờ có một cái người đàn ông thân hình cao ráo lắm kìa, và diễn tả lại là cổ đeo rất là nhiều những cái chuỗi hạt. Người mặc bộ áo màu xanh lam giống như là tu sĩ mà tu tại gia đó. Và cổ áo kiểu cổ giống như cổ áo Bác Hồ vậy đó các bạn. Nhưng mà chân của ổng thì mang guốc ha. Và trên tay thì xách một cái tay nải cũ kỹ và tự xưng là thầy Ba Lang Thang. Nhà ở gần gốc cây mùa u ở miệt Cò Đỏ, Cần Thơ. Ông mới thấy đi ngang qua căn nhà này nè. Thì ông mới kêu á, là ta đi ngang qua cái miệt này, ngửi thấy cái mùi âm hồn rất là nặng ở dưới lòng sông. Và đi theo cái mùi hương thì ta thấy là ở trong cái ngôi nhà này nè, có Linh Nhi đang gặp nạn. Rồi lập tức các bạn, ông mới lôi ra trong cái tay nải 4 cái thanh gỗ
và diễn tả lại là trên mỗi cái thanh gỗ đó là hình bốn cái đầu hổ. Ông rải xung quanh nhà cái thứ bột màu hồng đỏ rồi nhúng bốn cái thanh gỗ vào một cái bình. Ở trong đó có rất là nhiều tỏi nha, và cuối cùng là hất và trải hết khắp xung quanh cái nhà luôn. Và sau khi mà làm xong xuôi rồi á, trước cái sự mà rất là bỡ ngỡ của ông bà ngoại, tại vì đâu biết ông này là ai đâu, thì ông mới kêu: "Thôi, mọi việc đã xong rồi, ta thăng đây. Năm 1994 ta sẽ gặp lại Linh Nhi này." Và chưa kịp đợi ông bà ngoại nói câu nào hết trơn nha, là ông thầy này ổng quay lưng ổng bỏ đi rồi. Và ông bà ngoại nhìn theo ngơ ngác lắm, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra hết trơn. Nhưng lúc đó ở trong nhà, dì Năm hồi tỉnh, người giống như là chưa bao giờ bị bệnh vậy đó. Nó chỉ có phút trước phút sau thôi các bạn, không còn sốt, tay chân không còn bị co quắp nữa, mà khỏe mạnh như bình thường luôn. Và mãi sau này lớn lên, dì Năm lấy chồng ở bên theo đạo Công giáo đó, và dì không còn gặp bất kỳ một cái chuyện tâm linh nào cho đến khi mà dì sinh cái người con thứ hai. Người con này mọi người ở trong nhà gọi là tí em ha. Dì chuyển dạ rất là nặng ở cái tháng thứ bảy, đẻ tí em ra như là một con mèo con vậy đó các bạn, nhỏ xíu à. Và bác sĩ lúc đó bảo là cái cơ hội sống sót là khó lắm, nhưng mà thôi, bác sĩ người ta cũng rất là cố gắng. Và trong cái lúc mà dì Năm đang nằm mơ màng, giống như là kiểu giờ đây, tức là lúc mà đang mổ, đang đẻ hay làm gì đó, chứ dì mơ màng, dì chưa tỉnh đâu, thì dì Năm thấy có một cái người đàn ông bước tới bên giường của dì. Ông ta kêu á là: "Linh Nhi, con yên tâm đi, không sao đâu. 3 ngày nữa con ra viện và con trai con sẽ khôn lớn khỏe mạnh." Và năm đó chính là năm 1994. Và khi mà hồi tỉnh xong xuôi rồi, dì Năm kể lại cho bà ngoại nghe. Bà ngoại lúc đó là mới ngồi ngờ ngợ và nhớ lại cái người đàn ông kỳ lạ của năm nào. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ nhất. Qua đến câu chuyện thứ hai là vong hai bà già ở Long Thành. Khi còn ở Sài Gòn á, gia đình của dì Năm và Dượng Năm ở trên quận 10, nhưng sau đó là bán để mà chuyển xuống Long Thành ở. Vì thời điểm đó nghe nói là Long Thành sẽ xây sân bay nên đất ở dưới sẽ rất là có giá. Và dì Dượng nghe khoái chí lắm cho nên quyết định về đó lập nghiệp. Hai vợ chồng mua đất nè, cất nhà ở Long Thành. Vì Dượng là người theo đạo Thiên Chúa cho nên khi xây nhà, ngoài cái việc mà cúng động thổ ra thì không có làm bất kỳ một cái nghi lễ nào hết trơn nha. Và khi mà căn nhà vừa xây xong á, dì Năm thì ở dưới Long Thành để giữ nhà, còn Dượng thì lên lại Sài Gòn để giải quyết những cái giấy tờ còn dang dở. Và thời điểm ngày xưa thì khu vực nhà của dì, nhà cửa nó thưa thớt lắm kìa. Đối diện là một cái ruộng khoai mì, vườn điều nè, và đặc biệt là trời dưới mau tối lắm. Tầm khoảng 5-6 giờ chiều là dì đóng cửa và khóa kín lại hết trơn rồi. Và lúc đó thì cũng đâu có smartphone hiện đại như bây giờ có thể lướt web, xem tin tức trên điện thoại đâu. Cho nên là lúc mà rảnh rỗi thì dì sẽ lấy kinh thánh ra để mà dì đọc, rồi hát những cái bài kinh, giống như bài những cái bài nhạc kinh theo đạo bên Thiên Chúa đó. Và trong cái lúc mà buổi tối dì tắt đèn đi ngủ, thì tự nhiên các bạn đang nằm rất là bình thường thì nghe cái tiếng bước chân, cái tiếng lẹp xẹp mà nó chậm lắm kìa, đang đi ở bên ngoài cái cửa phòng. Rồi sau đó là cái tiếng khua chén khua đũa dưới bếp. Lúc này dì tự nhiên cái gì hết hồn luôn, dì mới thoáng nghĩ không chết cha rồi, ăn trộm hả. Nhưng mà sau đó dì lại tự trấn an, không thể là ăn trộm được, tại vì dì đã khóa cửa ngoài cửa trong rất là cẩn thận rồi, không lẽ là ma. Và nghĩ đến đây nè là dì bắt đầu dì sợ run người luôn, cố gắng lấy hết sức bình tĩnh đi lại hướng cửa và mở đèn lên, để cái đèn ở đó, chợp mắt ngủ nha các bạn. Và qua ngày hôm sau, may mắn là đêm nó chỉ có như vậy thôi, nhưng qua tới ngày hôm sau đó, dì Năm mới lân la hỏi những cái người hàng xóm xung quanh. Thì mấy người đó kêu á là: "Thôi em ơi, chắc em nghe nhầm đó, hổng chừng đêm khuya thanh vắng, tiếng của những cái nhà khác vọng lại thì em nghe vậy thôi." Thì lúc mà nhận được cái câu trả lời thì dì nghĩ không thể nào mà có chuyện đó được. Khoảng cách giữa hai cái nhà nó xa lắm chứ đâu phải chung vách đâu, mà làm gì cái tiếng khua chén khua đũa mà vọng qua tới bên đây. Nhưng thôi dì cũng cố mà dì tin ha, để cho đỡ sợ. Và chiều hôm đó, Dượng Năm có quay trở lại Long Thành nhưng mà dì cũng không kể cho Dượng nghe. Và tối trước khi đi ngủ, dì Năm mới làm một cái ca nước đá đặt ở ngoài chỗ bếp đó các bạn. Dì mới khấn vái là: "Con biết là đất nhà này có tâm linh, nhưng vì gia đình con theo đạo Chúa không có biết cúng kiến gì hết nên là con đặt ca nước ở đây. Người khuất mặt linh thiêng á, về uống và phù hộ độ trì cho gia đình con." Sau khi mà khấn vái xong, dì Năm trở lại phòng ngủ, nhưng lúc này dì không có đóng chặt cửa đâu nha. Dì để khép hờ hờ để coi là tối nay dì rình, coi là có cái chuyện tâm linh thật hay là không. Và đúng vào lúc nửa đêm, khi mà dì trở mình tỉnh dậy,
thì lại nghe thấy cái tiếng bước chân. Thoáng nhìn qua cái khe cửa các bạn thì thấy rõ ràng có bóng của một cái người đàn bà lớn tuổi, già lắm rồi. Bước đi rất là lụ khụ, lưng thì còng và vừa đi vừa cầm cái ca nước đá lúc tối. Cầm lúc la lúc lắc, lúc la lúc lắc, cứ đi đi lại lại trước mặt của dì. Và dì sợ quá trời cho nên là mới niệm hồng danh của Chúa, rồi sau cùng là quay mặt vào cái vách tường ngủ cho đến sáng. Và đến chiều ngày hôm sau, trong cái lúc đang ngồi ăn tối ngoài sân thì dì Năm mới kể lại toàn bộ câu chuyện cho Dượng Năm nghe. Và lúc mà nghe thì Dượng Năm tự nhiên ổng buột miệng, ổng nói một câu mà đến cái thời điểm hiện tại dì cũng không thể nào giải thích được. Ổng kêu á là mấy người vừa thôi nha, tụi tôi không chọc ghẹo ai thì làm ơn đừng có chọc ghẹo tụi tôi. Cái tính của Dượng Năm trước giờ không có tin vào cái chuyện tâm linh, không có tin vào cái chuyện ma quỷ cái gì hết. Nhưng tại sao lại nói ra như vậy? Có thể là Dượng Năm cũng thấy nhưng lúc nào cũng giả vờ là không tin, không biết để cho vợ của mình đừng có sợ. Và lúc đó dì Năm nghe xong thì đầu đang hơi đơ đơ ra rồi, ôm này ông đang nói gì vậy ta? Thì lập tức dì nghe thấy tiếp một cái giọng nói thứ hai từ cái bụi chuối ở trước nhà. Dì nhìn qua thì thấy có một cái bà lão đang ngồi đó, mà cái dáng ngồi á các bạn, muốn ngồi chồm hổm ấy nè, mà cái mặt thấy ghê lắm. Mấy kêu á, ai, ai nói gì vậy? Tiếp theo lại có thêm giọng nói của một cái bà cụ từ ở trong nhà vọng ra kêu á, nó đó, thằng láng đó, thằng láng nó nói đó. Theo phản xạ thì dì Năm quay đầu nhìn vào trong nhà, nhìn về cái phía mà phát ra cái âm thanh, nhưng mà dì đâu có thấy ai đâu. Và rồi lại tiếp tục quay về phía cái bụi chuối ban nãy, thấy cái bà già ngồi chồm hổm thì bà biến mất tiêu rồi các bạn. Khi này dì Năm ngơ ngác lắm, quay qua hỏi Dượng Năm, ông ơi hồi nãy giờ ông có nghe thấy gì không? Thì Dượng Năm lập tức quát lại liền luôn, kêu á là mẹ, bà tào lao vừa thôi, lo ăn cơm đi. Và khi này biết là trong nhà mình có chuyện tâm linh rồi, mới buổi chiều mà gặp hai cái vong, một vong cho thấy rõ mặt, còn một vong á là ẩn núp ở trong nhà, và có thể một cái vong nào nữa nhập vào trong người có ông chồng mình, do cái câu nói lúc đầu tiên nó quá là kỳ lạ đi. Cho nên là dì Năm có đem câu chuyện này kể cho bà Hai và gia đình của em Đào nghe. Bà Hai có cho dì Năm một cái cặp ngỗng, kêu là đem về nuôi đi. Nhưng rất là may mắn hay hợp sao đó các bạn, kể từ lúc mà dì nuôi cái cặp ngỗng đó ở trong nhà thì không bao giờ nhìn thấy thêm một cái sự kiện tâm linh nào nữa. Và trước khi mà em Đào được, bạn Đào này á, được nghe dì Năm kể cái câu chuyện tâm linh đó thì Đào cũng có xuống nhà của dì một lần. Nhưng mà lần đầu tiên là đã gặp cái bà già, gặp cái vong hồn ở trong đó. Bữa tối khi mà đang nằm ngủ á, tự nhiên mở mắt ra, thấy là cái bà già đó đi lại đứng ngay cái chỗ mà Đào ngủ, sau đó là nhìn chăm chăm vào Đào ha. Rồi bỏ ra sau bếp. Nhưng mà Đào kêu là cái, tức là cái mặt của bà già đó cũng hiền lắm các bạn, chứ không phải là dữ tợn gì đâu. Tuy nhiên bản tính của Đào là không hợp với lại những cái chuyện tâm linh này, cho nên là né luôn. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ hai. Qua đến câu chuyện thứ ba, gặp vong ở Bù Nam. Vào năm 1990, sau khi mà dì Năm sinh được người con đầu tiên gọi là Tí Anh, được khoảng 8 tháng, dịp Tết năm đó thì dì Năm mới ẵm người con xuống nhà của cô Tuyết. Cô Tuyết là em chồng của dì Năm ha, để mà phụ cô Tuyết làm tóc, có đồng ra đồng vô trong mấy cái tháng trước Tết á. Do là nhà cô Tuyết này nằm ở gần chợ cho nên là lượng khách làm tóc vào một cái dịp đó rất là đông luôn. Và đêm đầu tiên ở nhà của cô Tuyết ở trên Bù Na, dì Năm cũng không để ý gì đến chuyện tam linh, do là tính của dì vốn dĩ rất là vô tư. Nhưng mà ngay cái buổi tối á, Tí Anh á nằm cứ khóc quá trời luôn các bạn, cứ khóc e mà mắt cứ nhìn ngược về cái phía cầu thang. Do là cái chỗ dì nằm ha, nó gần với lại cái bàn thờ và nhìn thẳng lên trên, nó mở mắt ra nhìn là thấy cầu thang liền. Thì dì Năm mới cố gắng là vuốt mắt, giống như là kiểu xoa mắt, thôi con ngủ đi, dì dỗ quá trời dỗ. Nhưng mà Tí em cứ khóc, khóc quá trời khóc luôn. Và nguyên đêm hành sốt làm cho dì Năm thức, không có ngủ được. Qua ngày hôm sau, cô Tuyết có mua thuốc hạ sốt về cho Tí Anh, nhưng mà uống cả ngày cũng không thuyên giảm các bạn. Và dì Năm nghĩ trong đầu nếu mà ngày mai không hết, sẽ về lại Sài Gòn để mà đưa con mình vào trong nhà thương. Và cái đêm cuối cùng ngủ ở chỗ đó đó, đang nằm yên lành thì dì Năm giật mình, do là nghe thấy có cái tiếng bước chân ở ngay chỗ cái cầu thang rất là mạnh. Những cái vết cầu thang nó bằng gỗ á, nên nó ọp ẹp lắm. Dì mở mắt nhìn thì thấy có cái bóng người đàn ông ha, mặc một cái bộ đồ pyjama màu trắng. Lúc đầu thì dì tưởng đâu là chú Ngọc, chồng của cô Tuyết.
Và cái người đàn ông đó cứ đi lên đi xuống, đi lên đi xuống độ khoảng tầm 4-5 vòng. Và cái lần cuối cùng á, là bước xuống nửa cầu thang xong rồi lại đi lên. Và sau đó thì dì Năm không thấy bóng người đàn ông đó bước xuống nữa. Và dì rất là bực mình ở trong lòng luôn. Sáng ngày hôm sau, dì mới nói với cô Tuyết á: "Tuyết ơi, đã thằng Tí Anh nó đã bị sốt và tao không ngủ được rồi. Mà tại sao đêm qua thằng Ngọc nó cứ đi lên rồi đi xuống cầu thang gần chục vòng kỳ vậy?" Dì kể rất là chi tiết cho cô Tuyết nghe. Và lúc mà nghe xong thì cô Tuyết mới ngừng lại chút xíu. Rồi cô mới nói: "Thiệt không chị? Nếu mà chị gặp cái người đàn ông như vậy á, không chừng là chị gặp ba chồng của em rồi á. Hôm ổng mất, ổng mặc một cái bộ đồ pyjama màu trắng y chang như là chị kể luôn. Mà anh Ngọc chồng em tối qua nè, ổng đi ngủ thì ổng ở trần. Với lại trên gác ổng có để cái bô, ổng sẽ thường đi tiểu trong cái bô đó xong rồi sáng xuống đổ, chứ ổng đâu đi xuống tầng để làm gì đâu." Và nghe xong thì dì Năm nổi da gà. Cái ngày hôm đó dì mới quyết định là sẽ đi mua bông với lại trái cây á, dì khấn vái ở trên bàn thờ. Dì khấn gia đình của bên chồng của Tuyết á là: "Bác ơi, mẹ con xuống đây chơi, con thì phụ Tuyết làm tóc mấy ngày gần Tết. Và nếu bác có linh thiêng về thăm cháu thì vuốt nó thôi, bác phù hộ cho cháu nó khỏe mạnh. Và nếu con có lỡ làm cái gì mạo phạm bác thì bác bỏ qua cho. Và tối nay con sẽ đổi cái hướng đầu nằm, con sẽ nằm xoay đầu về cái chỗ khác, không có đưa chân về phía cái bàn thờ của bác nữa." Và khi khấn vái xong xuôi, dì cắm nhang ở trên bàn thờ thì ngay lập tức là con trai của mình từ dưới chiếu ngồi ngóc đầu lên và dần dần là khỏe hẳn lại. Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ 3, qua đến cái câu chuyện thứ 4, tên là Gặp Ma ở Hương Lộ 2. Câu chuyện này còn xảy ra trước năm 1990 nữa. Và cái lúc mà hai vợ chồng vừa mới lấy nhau, dì Năm mới dựng Năm này nằm. Gia đình hai bên thì đủ ăn đủ mặc thôi các bạn. Và mỗi ngày hai vợ chồng đều chở nhau trên cái chiếc xe đạp đi từ quận 10 xuống Hương Lộ 2 để làm công nhân. Và cái đoạn đường đi bắt buộc phải ngang qua Nghĩa Trang, Bình Hưng Hòa, giống như là một cái đường tắt hay sao đó. Và mọi chuyện cũng bình thường thôi. Đến một cái buổi tối hôm nọ, trời mưa tầm tã, mưa lớn lắm kìa. Dì Dượng đang trên đường đi về nhà, đi ngang qua Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa ha, thì dì không nhớ chính xác là cái góc đường nào, nhưng mà hai vợ chồng thấy có một cái cô gái ngồi co ro ở chỗ gốc cây. Quần áo thì xốc xếch mà cái mặt thì phờ phạc, người co ro lạnh lắm. Dì Dượng mới tấp vào để mà hỏi thăm coi là cô gái có cần gì giúp đỡ không, lỡ người ta bị sao. Thì cô gái mới chìa trong cái túi quần ra một cái bọc nhỏ và cái giọng rất thều thào kêu á là: "Dạ, em phiền anh chị á, là đem cái túi này xuống dưới lớp vò trao cho ba má em giúp em." Rồi người con gái mới đưa kèm chứng minh nhân dân của cô ta nè, sau đó đứng lên và cuối cùng là lảo đảo đi về cái hướng nghĩa địa. Khi này dì Dượng cũng chưa có kịp hỏi tên gì hết, thấy là cô đã đi khuất vào trong nghĩa địa rồi mà biến mất dưới một cái làn mưa tuôn xối xả luôn. Mưa đêm nó lớn lắm luôn á. Và khi này dì Năm mới giục: "Thôi anh ơi, thôi dần đi về trước hay sao, tính sao?" Và tới nhà rồi, dì Dượng mới nhớ mở cái bọc nhỏ đó ra thì ở bên trong có một cặp bông tai, hai chiếc nhẫn và hai cái lắc vàng. Và lúc này dì với Dượng mới gói cất vào trong một cái tủ và dự định là sẽ đi về đúng cái địa chỉ khi mà sắp xếp được cái công việc ha. Nhưng mà mới đâu tầm khoảng gần tháng sau, do là cặm cụi đi làm công nhân mà các bạn, kiểu chăm chỉ kiếm tiền mà, cặm cụi đi làm ngày làm đêm cho đến rằm tháng 7 đó, thì dì tự nhiên nằm mơ thấy cô gái đó. Vẫn là cái hình dáng và góc ngồi ngay cái lần đầu tiên gặp. Cô ta ngước đầu lên nhìn dì và gương mặt buồn bã lắm cả kêu á là: "Sao anh chị vẫn chưa đem về cho ba má em?" Và giọng nó cứ vang vẳng trong đầu của dì liên hồi. Và một hồi sau thì dì thức dậy. Cả ngày hôm đó không biết sao các bạn, xui rủi lắm. Cả dì và Dượng không làm được bất kỳ một cái sản phẩm gỗ nào. Dượng Năm thậm chí nha, còn suýt nữa bị cái máy cưa gỗ chém đứt cả mọi cánh tay. Và qua tới cái ngày hôm sau, dì Dượng tới chỗ làm thì nhận được thông tin là cả xưởng đang gặp vài vấn đề liên quan tới máy móc. Và gỗ thì phải cung cấp cái giấy phép cho bên công an nên toàn bộ công nhân là được nghỉ 5 ngày. Trên cái đường về, cũng lại đi ngang Nghĩa Trang đó. Và trong lúc nói chuyện thì hai vợ chồng nó nói chuyện với nhau á, thì dì Năm quay đầu hướng về Nghĩa Trang thì lại nhìn thấy bóng dáng của một cái cô gái nào đó đang ngoắc mình. Nhìn cái bóng dáng thân thuộc đó các bạn, nhưng không nhìn thấy rõ mặt đâu nha. Và khi mà dì căng mắt định thần lại, mới chớp mắt một cái thôi, cái bóng dáng nó biến mất tiêu rồi. Và lúc này á, về thì hai vợ chồng mới bàn với nhau, mới nhớ lại câu chuyện ngày xưa mà cô kêu cậu bàn thì nghi lại liên quan tới tâm linh rồi. Qua ngày hôm sau, lập tức hai vợ chồng đi xuống dưới lấp vò để mà tìm cái gia đình của cô đó. Khởi hành từ rất là sớm,
Đi về lấp vò tìm theo đúng cái địa chỉ, gặp hai vợ chồng lúc đó cũng bốn mấy năm chục rồi các bạn. Hỏi là nhà này có phải là của cô tên này không? Thì hai vợ chồng nó mới trả lời là ừ đúng rồi, nhưng mà hai cháu có việc gì? Thì mới kể lại đầu đuôi toàn bộ cái sự việc là như vậy. Thì lúc này nè, hai vợ chồng kia rươm rướm nước mắt, dẫn dì Dưỡng Năm đi vào trong nhà, đứng trước cái bàn thờ. Và lúc mà dì Dưỡng nhìn lên trên đó thì quả nhiên không ngoài dự tính á, cái cô gái mà nhờ dì Dưỡng đem đồ về đây á, chết rồi các bạn. Di ảnh đang nằm trên bàn thờ. Hai vợ chồng kia mới kêu á, là người nhờ hai cháu đem kỷ vật về đây là con gái của cô chú. Nó mất gần 49 ngày rồi. Nó bị bạn trai của nó cưỡng hiếp, rồi trong cái lúc giằng co nó giết chết con gái của cô chú. Và sau đó cái thằng xúc vật đó nó đem xác con gái cô chú từ Thủ Đức ném ở gần nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Và lúc mà cô chú lên nhận xác, chôn ở ngay nghĩa trang luôn. Và lúc chôn con gái thì cô chú đã có tháo nữ trang đâu, nhưng mà không ngờ nó lại muốn là đem đồ này về cho cô chú. Hai cháu biết không, ngày mai chú dự định là lên Sài Gòn để mổ mắt rồi, sợ ba mẹ không có tiền cho nên là nó mới nhờ hai cháu đem đồ về như vậy. Và thật sự rất là cảm ơn hai cháu luôn. Và hai vợ chồng nói chung là biết ơn mà kiểu ríu rít lắm kìa. Và cuối cùng á thì có dúi tiền, giống như tiền đi đường với lại tiền công cho dì Dưỡng. Nhưng mà dì Dưỡng cố là từ chối, không lấy là không lấy nha các bạn. Chỉ thắp cho cái cô gái xấu số đó một cái nén nhang, sau đó rồi cáo từ ra về. Nhưng kể từ sau cái chuyến đi đó, công việc của dì Dưỡng gặp rất là nhiều những cái thuận lợi luôn. Lương bổng cũng được tăng, là sản phẩm làm ra thì được thưởng rất là nhiều. Và dì Dưỡng bắt đầu là có dư nha các bạn. Và cái thời đó mà sắm được một cái chiếc cúp 50 thì các bạn biết là ăn nên làm ra như thế nào rồi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên của anh Đào, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một em tên là Tuấn, sống ở Cần Thơ từ nhỏ. Và chuyện của em xảy ra vào năm 2016. Năm đó thì Tuấn mới 16 tuổi thôi. Em nghỉ học và đi làm tại một quán nhậu ở Cần Thơ luôn. Theo cái lịch làm của em á, em sẽ bắt đầu vào ca chiều làm tới 12 giờ, tan ca ra thì sẽ hay hẹn bạn bè ra cà phê, ngồi đâu đó tầm khoảng 2-3 giờ rồi về nghỉ ngơi, ngủ cho đến buổi chiều, lại tiếp tục cái guồng quay công việc như vậy. Nhưng mà có cái hôm đó đó, người em giống như là bị bệnh, bị ốm, mệt làm sao đó. Đến tầm khoảng 11 giờ đêm là em xin chủ đi về rồi, và người chủ cũng cho ha. Nhưng mà thay vì đi về, tự nhiên cái em lại chạy ra cái quán cà phê như thói quen và gặp bạn bè của mình. Và ngay cái buổi đó, mọi người kể về một cái câu chuyện tâm linh. Có một cái anh ở trong nhóm quen một cái ông chú ở gần nhà. Và công việc của ông chú là trông coi cái nhà máy nước ở dưới Cồn Khương. Cái nhà máy nước thì nó rất là khó diễn tả. Nhưng mà giống như ở kiểu trong đó người ta cũng không phải là sản xuất nước hay gì đâu. Kiểu nó có một cái cầu sắt á, nó bắc ra tầm gần khoảng giữa sông. Nơi đó chắc là để xử lý nước xả hay sao đó thì bản thân em cũng không rành. Nhưng mà cái câu chuyện tâm linh đó là khi mà cái người chú đó làm bảo vệ ha, chú hay trực khuya lắm các bạn, thì xảy ra những cái câu chuyện mà ghê lắm cả. Những cái buổi tối thường xuyên là chú bảo vệ đó, tạm gọi là chú A đi. Chú A đó kêu là trong khu viên của cái nhà máy xử lý nước đó có rất là nhiều những gốc cây bần, và hằng đêm chú thường xuyên nhìn thấy có hai mẹ con ăn mặc rất là rách rưới, tóc tai thì dài, quần áo cũ kỹ lắm kìa, đi từ trong cái gốc cây bần đi ra bên ngoài và ngồi thu lưu ở một cái góc nào đó trong cái khu viên. Và thường xuyên á, là khóc lóc xong rồi oán than, nhưng mà chú nghe kỹ thì chú không có biết á, là trách móc oán than ai hết. Và chú còn nói thêm là có một cái con quỷ ở trong cái chỗ này nữa. Người lạ đi vào á, kiểu gì là cũng gặp nó, kiểu gì là cũng bị nó nhét. Và cái hình thù thì không có khác gì một cái con khỉ lông dài. Đầu tóc thì rối nùi, khuôn mặt thì đen và cái tướng tá rất là cao to. Và đặc biệt cái đôi mắt nó đỏ trạch nhìn ghê lắm. Và chưa tính nha, là hai cái răng của nó từ hàm trên quặp xuống hàm dưới phải cả tấc đó các bạn. Và cái địa điểm nó trú ngụ cũng là ngay chỗ mấy cái gốc cây bần. Và chỗ ngủ của chú A này cũng thường xuyên là bị những cái vong hồn ở đó quấy rầy, nhưng mà từ từ rồi chú bị riết thành quen, không sợ nữa. Nhưng mà có một cái lần, chú rủ những cái người bạn của mình đi vào trong này để mà ngồi nhậu. Và trong lúc nhậu thì bình thường lắm, nhưng tới đâu khoảng 9-10 giờ tối, đang uống thì có một cái chú trong bàn tự nhiên im ru phăng phắc các bạn. Mặt đang đỏ nha, kiểu xỉn mà, tự nhiên nó chuyển qua một cái màu xanh, không nói không rằng đứng dậy đi thẳng về phía mấy cái gốc cây bần. Và gần chỗ đó là cái cầu mà bắc ra giữa sông, thì kế bên nó có mấy cái bụi rậm. Thì mọi người nhìn thấy là chú này đi về gốc cây bần, sau đó là từ gốc cây bần trở ra đi băng qua cái cầu á, sau cùng là nhảy thẳng vào trong cái bụi rậm.
mọi người mới tá hỏa, kiểu là ồ trời ổng sao vậy ta, không lẽ ổng xỉn mà ổng làm khùng làm điên vậy. Thì mọi người mới túa ra ngoài chỗ cái bụi rậm đó để tìm, nhưng mà không thấy, tìm khắp xung quanh chỗ đó luôn, không thấy là không thấy. Và khi này nghi là có cái chuyện tâm linh rồi, cho nên là mới khấn vái, mới khấn xin nha. Và khi khấn xong lập tức trở về ngay chỗ cái bụi đầu tiên thì thấy là cái người đàn ông đó đang nằm sóng xoài. Và qua ngày hôm sau hỏi thì cái chú kia chú mới kể đó, hồi tối tao đang ngồi tao nhậu thì có cái bà nào bà đứng bên cạnh, bà xuất hiện bên cạnh tao nè, bà kêu tao á, ê ê đi chợ đi, đi chợ đi. Thì chú này chú mới trả lời là thôi xỉn muốn chết rồi, đi đâu nữa đi. Nhưng cái người đàn bà kia cứ nói theo kiểu mà thúc giục á, thôi đi lẹ đi, đi lẹ đi, qua đi đi chợ, đi chợ đi, tụi nó đi chợ kìa, vui lắm, vui lắm. Và kể từ khi nghe xong cái câu đó thì chú này chú không hề hay biết gì hết, cho đến khi mà mọi người tìm ra và chú tỉnh dậy. Và trong cái buổi cà phê tối hôm đó các bạn, kể ra cái câu chuyện về chú A xong rồi thì anh em cũng bán tính bán nghi á, muốn đi vô đó để coi coi chỗ nó u ám mà nó có ghê thiệt không. Nhưng riêng bản thân của Tuấn thì em tin ha, do trong gia đình có một cái người cô làm thầy xem bói bài và cũng chứng kiến một số những cái chuyện tâm linh của mẹ rồi, thậm chí là bản thân em cũng trải qua nữa, cho nên em rất là tin. Và trong nhóm có một cái người kia cũng sung lắm các bạn, kiểu thanh niên mà, mới nói là thôi khỏi hẹn đâu xa, đi giờ luôn đi, chạy vô trong đó coi thử, sẵn ghé vô chỗ của chú A chơi chút xíu rồi về. Và do là tuổi mới lớn, sung ba khía lắm, gan dạ mà, cho nên là em cũng đồng ý. Và mọi người chạy lên trên cái nhà máy xử lý nước ở Cồn Khương, tổng cộng là 6 người đi 3 xe. Em đưa xe, em Tuấn nè, đưa xe của mình cho một người anh chở, do hôm đó như Nguyễn vừa nói là em rất là mệt trong người. Và qua cái cầu Cồn Khương rồi thì không có cái gì hết, vì xung quanh toàn là nhà thôi. Khi này nè, mới đi vòng lại ngay chỗ cái dạ cầu á, đi vào một cái con đường. Cái con đường này nó cũng nhỏ nhỏ lắm, tự nhiên em Tuấn cảm giác là có cái điềm gì đó nó hổng lành. Không khí tự nhiên nó ngột ngạt lắm các bạn, và nó lạnh. Nó lạnh từ trên cái gáy dài xuống lưng luôn, với trong người bồn chồn bực bội mà nó không sao lắm. Em mới kêu là thôi anh ơi, thôi đi ra đi, thôi đi ra đi. Nhưng mọi người xung quanh lại kêu là có gì đâu, đi vô đại đi, đi vào đại đi. Thì lúc mà đi vào trong đó các bạn, hai bên đường là những cái căn biệt thự bỏ hoang, càng làm cho cái khung cảnh thêm cái phần rùng rợn. Người á thì thưa thớt, có 6 người giữa một cái màn đêm, xung quanh toàn cây cổ thụ không à, không khí thì lạnh lẽo vắng vẻ nữa. Và mọi chuyện bắt đầu khi vừa gần tới cái hẻm mòn đi vào trong cái nhà máy. Nhà cửa xung quanh là thưa thớt, và còn cách cái hẻm mòn á tầm một độ khoảng 50 mét ha. Thì lúc đó chính mắt của em Tuấn nhìn thấy đang ngồi trên xe nè, em thấy bên vệ đường có một cái người con gái tầm khoảng 30 tuổi thôi các bạn. Nhìn á không có thấy rõ mặt, nhưng mà thấy là mặc một cái bộ đồ ngủ pyjama màu trắng, tay chân bình thường lắm, nhưng mà giữa cái bóng đêm thì hình như là em không thấy cái bàn tay cũng như là cái bàn chân của cái người phụ nữ đó đâu hết. Nhưng thoạt đầu tiên thì em nghĩ là chắc người ta tập thể dục thôi chứ có gì đâu. Nhưng khi mà vừa chạy ngang qua nha, tự nhiên giật mình lại liền, em mới kêu thôi không được, giờ này 12 giờ đêm hơn rồi, ai đâu mà đi tập thể dục làm gì, mà tập thể dục thì tại sao lại mặc cái bộ đồ đó. Cho nên em mới quay đầu nhìn lại thì cái người phụ nữ nó biến mất rồi các bạn. Trong khi á, từ lúc em nhìn thấy cho đến khi em quay đầu chỉ mất có mấy giây thôi. Em biết rồi, em biết là mình gặp cái gì rồi, cho nên em tính la lên, nhưng ngay lúc này em bị á khẩu luôn. Giống như là cái vong của người phụ nữ đó bóp cổ không có cho em nói. Em cứ kêu lên á, 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 cứ ứ nghẹn ở trong cổ như vậy nè. Và lấy cái tay lắc cái người anh đang cầm lái liên tục luôn. Thì anh đó anh quay lại anh thấy anh hoảng quá các bạn. À mới la làng la sớm là ê tụi bay ơi, thằng Tuấn nó bị gì nè, thằng Tuấn nó bị sao nè, tụi bay ơi, thằng Tuấn nó bị gì nè. Thì mọi người có dừng xe lại hỏi coi là em sao, em có chuyện gì vậy. Nhưng em không nói được các bạn, cứ ứ ứ á á á á. Cho nên mọi người cũng nghi, bắt đầu là cũng sợ rồi. Cho nên là mới tức tốc quay đầu lại đi ra bên ngoài. Thì cái xe đầu tiên quay đầu á chính là xe chở em Tuấn luôn. Và lúc mà đang chạy đi ra nha, em có quay lại để mà nhìn coi bạn mình có theo làm sao không. Thì lúc đó vẫn thấy hai chiếc xe máy, vẫn thấy hai người bạn của mình, nhưng trên yên một trong hai cái xe đó chính là cái người phụ nữ ban nãy ngồi thẳng ở trên đó luôn các bạn. Lúc này nè, em tá hỏa luôn. Em vừa chạy mà em vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và một hồi sau khi cái lần quay đầu lại thứ hai thì thấy là cái bóng người phụ nữ đó dần là tan biến vào trong không khí. Khỏi phải nói rồi, chứng kiến cảnh tượng như vậy ai mà không sợ. Về tới nhà lập tức thắp nhang cho bàn thờ cũng huyền cũng như là trên bàn thờ Phật. Và mẹ của em thấy mặt mày con mình xanh xao quá thì có hỏi là mày làm cái gì vậy. Tự nhiên mặt mày mày lấm la lấm lét, xong người ngợm run lẩy bẩy nữa.
Thì em có kể cho mẹ của mình nghe và kết quả là em bị chửi túi bụi. Và đó là kết thúc câu chuyện thứ hai. Qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này của em My gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Và sự kiện đầu tiên có liên quan tới ông nội của em. Ông nội của em mất rất lâu rồi, tầm khoảng năm 2004, do là ông bị ung thư phổi. Năm đó bé em của My á, tên là bé Trang, tầm khoảng 4 năm tuổi. Và nội khi còn sống thì rất là thương Trang ha. Và trước khi mất thì thường hay đưa Trang đi chơi, cũng như là đưa My đi chơi mua bánh trái này kia. Tuy nhiên lúc mà ông mất, bé nó còn nhỏ quá nên là cũng chưa có hiểu chuyện. Và tối hôm đám tang, bé Trang này vẫn ngủ trong phòng của ông bà, không có chuyện gì hết. Nhưng mà cái hôm mở cửa mã đó, tầm khoảng 1 giờ sáng, tự nhiên bé Trang nó bật khóc lớn, tay chân nó quơ quào lung tung và nó nói đó là: "Ông nội ơi, ông đừng có bỏ con, ông cho con đi theo với." Và khi này mọi người tưởng nó bị mớ, cho nên là gọi nó tỉnh dậy thì hỏi có chuyện gì, thấy cái gì mà kêu như vậy. Thì con bé Trang nó kêu là nó thấy ông nội hiện về, nó thấy là ông nội đi về, vuốt má của bé rồi nói là: "Ông đi đây, ông không thể về để mà gặp con được nữa." Và lúc đầu mọi người cũng nghĩ là em nó lâu rồi không được gặp mặt ông cho nên nhớ nằm mơ thôi. Nhưng trong vòng 49 ngày của ông mất nha các bạn, ai ngủ ở trong phòng của ông á cũng bị đè hết trơn. Chỉ có bà nội và bé em ngủ thì không có bị gì hết. Ông nội thì thương con thương cháu lắm, cũng thường xuyên là về thăm nhà trong vòng 49 ngày. Ông chỉ gặp ở trong giấc mơ thôi chứ không có hiện ra giống như là ở ngoài đời đâu. Và cái hồi mà ông mới mất á, cô ba của em là con ruột của ông. Lúc đó nhà mới xây chưa có làm cái sân. Và nhà cô thì sợ ma lắm, cho nên là cô có treo cái nhánh dâu với lại xương rồng ở trên cửa. Và trong một cái lần cô nằm mơ, thấy là ba mình đứng ở trước nhà nói vọng vào trong á, là: "Tao về thăm mày một lần thôi, vì mày nhát nên tao không có cho thấy. Mày ráng làm ăn nghe chưa, sửa lại cái nhà với lại làm cái sân cho nó đàng hoàng đi. Nhà mày treo nhiều thứ quá à, tao không có vào được." Khi mà tỉnh dậy, biết là ba của mình về thăm rồi cho nên là cô cũng xúc động. Tuy nhiên là cô sợ phải gặp, kiểu giống như là sợ ngồi trong nhà mà thấy linh hồn, kể cả là người thân lướt qua trước mắt lắm. Cho nên là cô vẫn tiếp tục treo những cái nhành dâu với lại xương rồng ha. Rồi bản thân ba của em My này nè, bình thường thì không thấy gì đâu, nhưng mà đi nhậu về á, xỉn say mà kiếm chuyện mà gây lộn với mẹ em, kiểu gì buổi tối nằm mơ cũng thấy ông nội là cầm cây dí ba em rượt chạy mà đánh, quá trời đánh. Nhưng nếu mà nhậu bình thường về vẫn hiền hòa vui vẻ với vợ con thì không có thấy. Một người nữa là chú Năm của em, là con của ông nội luôn ha, bị tai biến cho nên là phải chống gậy. Chú có khoảng 2-3 cây gậy để chống gì đó. Thì có một hôm, có một cái bà bác ghé nhà chú Năm chơi. Nhà bà bác đó cũng khá là khó khăn, lại có một cái bà mẹ cũng già lớn tuổi rồi, đi cũng phải chống gậy và có thấy mấy cây của chú á, cho nên là khen là: "Anh nên có cây này đẹp quá ha." Cho nên chú Năm cũng hào phóng lắm các bạn, kêu là: "Thôi tôi có 2-3 cây lận, thì chị lấy một cây gậy về cho má xài đi." Nhưng mà tối cái hôm cái người đó đó các bạn mang cái cây gậy của chú về đó, bà bác đó nằm mơ thấy là 2-3 lần ở trong đêm luôn, ông nội của em My này nè hiện ra để mà đòi lại cái gậy, kêu á là: "Gậy của con tôi ai cho bà xin, bà trả lại cho con tôi đi, bà trả lại cho con tôi đi." Và biết rồi các bạn, cho nên sáng hôm sau lập tức là bà bác đó mang trả thì không còn thấy ông nội nữa. Và riêng bản thân của em My chỉ nằm mơ thấy ông nội một lần duy nhất. Em nhớ rất rõ hôm đó em đang thi học kỳ 2 của năm lớp 10. Em bị sốt cao và bị hạ canxi, sốt hơn khoảng 39 độ các bạn. Đang giữa phòng thi thèm ngất xỉu luôn, phải đưa đi vào trong bệnh viện để mà cấp cứu. Lúc nằm ở trong phòng mơ mơ màng màng á, em thấy là ông đứng ngay ở giường, nắm tay nè, xong rồi vuốt trán của em. Chỉ đứng đó thôi, không có nói gì hết. Và lúc sau thì em có nói chuyện với ông nội của mình á, em kêu là: "Ông nội ơi, con mệt quá à, hay ông nội cho con đi theo với." Thì lập tức là ông nội lắc đầu, sau đó là quay lưng bỏ đi. Và khi này gia đình mới chạy lên trên tới bệnh viện với lại em My. Lập tức là em bật dậy, em khóc quá trời khóc và em nói với mẹ là: "Con vừa thấy ông nội mẹ ơi." Kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua đến cái sự kiện thứ hai liên quan tới cậu Năm ha. Cách đây độ khoảng tầm 2-3 năm trước thì cậu Năm bị thương ở tay trái rất là nặng, bị đứt cái gân phải khám chữa liên miên luôn. Mà cậu là chân đi cho nên là bị thương phải nằm ở nhà, đâm ra buồn chán lắm. Cậu nói lại mọi người là tự nhiên cậu không ngủ được, nằm muốn đi lắm. Mà đi á, ra đường rồi thì lại không muốn tiếp xúc với ai. Và thậm chí cậu tự nhiên nảy ra những cái suy nghĩ tiêu cực là muốn chết nữa.
chưa hết nha. Cậu kêu là nhìn thấy ai cậu cũng sợ hết trơn. Sợ cả bà ngoại nè, sợ anh chị em trong nhà nè, rồi sợ luôn á con trai cậu. Và lúc đó gia đình cũng nghĩ là bình thường thôi, cố gắng là chạy chữa, nghĩ là cậu bị trầm cảm cho nên là đi bệnh viện tâm thần nè, bác sĩ tâm lý nè, tất cả những cái bệnh viện lớn ở trên Sài Gòn. Thì may là cậu đỡ được một thời gian. Nhưng tầm khoảng một tháng đổ lại đây á, ngay cái lúc mà dịch Covid bùng phát, cậu ở nhà thì lại có những cái triệu chứng y chang như vậy. Mà ghê một cái đó là cậu nói với lại mẹ của Emmy nè, là cậu sợ người nhà quá. Cậu nhìn thấy ai cậu cũng sợ hết trơn, giống như là cậu nhìn thấy ma thấy quỷ gì đó. Và cậu chỉ muốn chết đi cho nó khỏe thôi. Biết bệnh tình nặng rồi, tái phát giống như ngày xưa, cho nên là mẹ cũng đưa cậu đi khám. Nhưng mà do dịch đó, đâu có đi chữa đâu, đi khám chữa bệnh được đâu. Lại nghe người ta bày với mẹ là có một cái bà thầy này nè, đi coi bói rất là hay luôn, không mấy giờ chịu khó là dẫn cậu đi qua bà coi thử coi. Và cái lúc mà kêu á thì cậu đâu chịu đi, cậu một mực không chịu nha. Mặc dù bình thường thì cậu rất là nghe lời của mẹ, cậu nói là tôi đâu bệnh gì đâu, tự nhiên bắt tôi đi làm gì. Phải khuyên răng, phải dữ dội lắm thì cậu mới chịu là đi ra khỏi nhà. Mà có lúc đi vẫn cứ khăng khăng nói là cậu không có bệnh gì hết, cho cậu ở nhà đi. Nhưng mà lúc tới bà thầy nha các bạn, bà vừa ngồi xuống bà nói, bà nhìn cậu này bà nói luôn nè, cái người này là có hai cái vong chết trẻ đi theo, nay người ta lớn rồi, người ta muốn thành quỷ rồi, cho nên là người ta bắt cậu để mà thế mạng. Một người là vong nam chết trẻ ở ngay cái mương gần nhà đó, xong cái vong nam này bắt thêm một cái vong nữ theo, và cả hai người này đều chết ở dưới cái mương nước ở bên hông nhà anh chị đó. Và trong ký ức của mẹ Emmy ha, thì đúng ngày xưa là có một cái cô bé chết ở đó thật. Còn cái vong nam kia chắc là lâu quá rồi cho nên là mẹ không có biết tới. Nghe xong thì mẹ có về mẹ hỏi bà ngoại, thì bà ngoại xác nhận là có. Đúng là ngày xưa trước khi cái bé gái đó chết á, trước khi cái cô bé đó chết thì có một cái vong nam, nhưng mà từ rất là lâu rồi. Cái người đó là một cái ông bác nha các bạn. Nếu mà theo vai vế của My là phải gọi bằng ông bác. Mất hồi còn nhỏ xíu à. Còn cái cô gái là con của một cái người nhà hàng xóm, hình như là nhà của ông Tám hay sao đó. Và khi đó bà ngoại với lại mẹ nói chuyện với nhau thì biết nguồn cơn câu chuyện là như thế nào rồi. Và thông qua cái thông linh của bà thầy á, bà kêu là do hai cái vong đó chết mà không có được cúng kiến cái gì hết trơn, cho nên là người ta đói. Người ta thấy là cậu hợp mạng nè, thấy cậu ăn uống ở trong nhà quá trời mà người ta tức lắm. Tại sao không kêu người ta vô ăn? Người ta bệnh yếu, người ta không có dành nổi, cho nên là người ta đi theo cậu. Mà lúc ngày xưa, cái lúc 2 năm trước đi theo rồi nhưng chưa muốn bắt cậu đi. Và nay là người ta đủ lông đủ cắn rồi, muốn bắt cậu này để mà thế mạng. Cho nên bây giờ về ha, cúng kiến quần áo, đồ ăn cho người ta cúng thật là lớn thì người ta sẽ tha cho. Và có một cái chuyện kỳ lạ là cái lúc mà ngồi ở nhà của bà thầy á, bà thầy bà kể cho mẹ của Emmy nghe quá trời luôn, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất kể về nguồn tích của hai cái vong đó. Nhưng đến khi nói xong rồi, quay qua hỏi cậu Năm này là nãy giờ cậu có nghe gì không, thì cậu kêu là không, nói gì đâu, hồi nãy giờ có nói gì đâu mà nghe, giống như là bị bịt tai lại vậy đó các bạn. Và trước khi ra về, bà thầy có dặn thêm là sau khi cúng cho hai cái vong ở ngay chỗ cái mương nước rồi đó, thì phải làm lễ cúng trả nợ một cái con heo mà cậu Năm đã hứa khi mua cái miếng đất đó. Không cần biết là heo gì, miễn là cúng heo là được, tại vì hứa với người ta rồi là phải làm, chứ nếu không người ta đi theo người ta trách phạt. Và đúng như lời của bà thầy dặn, vừa mới làm lễ cúng cho hai cái vong ngay chỗ mương nước xong á, thì cậu tự nhiên cậu khỏe lại luôn. Buổi tối ngủ được nè, nhìn thấy mặt những cái người thân ở trong gia đình thì bình thường lắm, không còn sợ như là nhìn thấy ma thấy quỷ nữa. Nhưng mà bà thầy vẫn dặn là nên theo dõi cậu thêm vài bữa nữa đi, tránh cái trường hợp là mấy cái vong kia, hai cái vong kia nó đổi ý, nó vẫn muốn bắt cậu thì bả còn xử lý kịp. Và đó là kết thúc cái câu chuyện thứ hai. Qua đến câu chuyện thứ ba, du lịch phượt Đà Lạt. Năm 2017, em với lại chị gái của mình có đi du lịch phượt ở trên Đà Lạt ha. Kiểu em My này nè, là cái người nhát với lại hay bị giật mình khi ngủ. Và thường đi đâu xa thì em sẽ rinh tỏi với lại gừng ở trong cái túi sách kẹp sát cái người, dạng như là tự trấn an mình. Và ở trên Đà Lạt được mấy hôm rồi, cũng bình thường lắm, thì đến cái ngày hôm nọ, em với chị tính ra ngay chỗ cái đồi chè Cầu Đất để chụp ảnh. Và thường xe thì chị sẽ chạy, em ngồi phía sau để mà search cái Google Maps. Mấy hôm trước đi chơi bình thường cũng search Google Maps vậy đó. Chị chở, em ngồi phía sau. Đang chạy một hồi tới một cái nơi gọi là đèo Ngoạn Mục. Cũng chưa thấy một cái gì lạ hết, do là hai chị em chưa có bao giờ đi phượt nên cũng không có rành đường ra đó. Và cũng nghĩ là Đà Lạt nó nhiều đèo cho nên là cứ cắm đầu chạy vậy thôi. Và em cũng không biết lúc đó em bị sao nữa các bạn, em kể lại đó. Là em không nhớ gì hết trơn nha.
Cái khoảnh khắc cuối cùng mà em ghi nhận được trong đầu của mình là em chạy qua cái chợ. Rồi sau đó em thấy một cái miếu nhỏ, rồi đi xuống một cái đèo. Nhưng mà cái đèo thế nào, đi bao lâu, đi kiểu gì thì không làm sao mà em nhớ được hết. Và cái đoạn này nè, là toàn bộ là lời của chị em kể lại. Ngày thường hai chị em đi chơi với nhau là em nói rất là nhiều. Nhưng cái hôm đó tự nhiên em im lặng lắm, ngồi sau xe mà không nói một cái câu nào. Và chị gái của My thì tưởng đâu là muốn để cho mình tập trung, cho nên bé My ngồi yên lặng. Thì chạy được một hồi rồi nha, chị có quay qua chị hỏi là: "Ê My ơi, em có chắc là đi đường này đúng không?" Thì My vẫn trả lời là: đúng rồi, đi đường này đi chị, tiếp đi chị, đi thẳng lên đi." Và chạy tiếp tục ha, qua khoảng hai cái miếu thì tự nhiên chị gái của My cảm thấy là lạnh sống lưng lắm. Kiểu là lạnh dọc cái sống lưng nó buốt vậy nè, chứ không phải là cái lạnh do cái không khí của Đà Lạt đâu. Chị lại quay qua chị hỏi là: "Ê My ơi, đúng đường không vậy? Đúng đường không vậy?" Thì lúc đó My trả lời lại như vậy nè: "Đi đi, đi đi, chạy xuống một hồi rồi cũng chạy lên thôi hà." Thì tự nhiên nghe xong cái bà chị hết hồn luôn. Bà quay qua bà hỏi là: "Mày nói gì vậy? Là sao? Là đi sai đường hay sao? Sao tự nhiên đi xuống rồi cuối cùng cũng đi lên là sao?" Nhưng mà lúc đó My hoàn toàn không trả lời nữa nha. Linh tính là có chuyện không hay rồi. Cho nên á, là chị gái của My quan sát đường rồi chạy vòng trở lại. Chị tính la, nhưng mà chị sợ, với lại lúc đó là chị thấy cái gương mặt của đứa em mình ngồi ở sau á, kỳ lắm kìa. Cái thái độ nó cứ ậm à ậm ừ, mà cái mặt nó giống như là bị thất thần hay sao đó. Và cứ cắm đầu đi theo đường cũ cho đến khi ra khỏi khu chợ rồi. Thì khi này chị cũng hoàn hồn ha, chị hỏi: "My ơi, My." Thì ngay lập tức My tỉnh lại liền. Nhưng tất nhiên là em hoàn toàn không có bất kỳ một cái ký ức nào hết. Hai chị em cũng hiểu chuyện rồi ha. Tại vì cái đường ban nãy My chỉ hoàn toàn là một cái hướng khác so với cái địa điểm đồi chè Cầu Đất. Và đến khi mà về tới chỗ nghỉ thì em mới phát hiện ra là lúc sáng đi thì em định mang cái túi theo. Nhưng vì muốn đi chơi nhiều với lại thay đồ thay đạc, cho nên em bỏ túi sách là em mang cái ba lô để đựng quần áo. Và xui cái đó là cái gừng với lại cái tỏi mà cái vật phòng thân của em thì lại để trong cái túi sách. Còn trong cái ba lô thì không có gì. Và có lẽ chính vì cái nguyên do như vậy nên em bị người ta che mắt và dẫn đường. Trong cái buổi tối hôm đó, khi mà hai chị em nằm ngủ ở trong phòng thì em có bị sốt cao chút xíu, cũng bị ớn lạnh chút xíu. Nhưng sau khi uống thuốc xong thì em để một cái tép tỏi ở dưới cái chỗ gối nằm của mình. Ngủ một đêm, sáng dậy thì như không có chuyện gì xảy ra. Và trên cái đường đi về á, chạy qua cái đoạn đèo Bảo Lộc, trời mưa nhẹ nhẹ mà nó lất phất lắm các bạn. Hai chị em có mặc áo mưa để mà đổ xuống đèo. Và qua khỏi cái đèo rồi thì chị có quay qua để hỏi My á, là: "Ê My, 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 hồi nãy lúc đổ xuống đèo á, mày có thấy con nhỏ nào đi hướng lên đèo mà nó mặc áo mưa trắng, nó vẫy tay, nó cười về phía tao với mày không My?" Nhưng mà My trả lời: "Có đâu chị ơi, em đâu thấy gì đâu." Thì hai chị em biết là mình lại gặp ma nữa rồi. Và cái lý do vì sao mà My không nhìn thấy cái vong hồn của cô gái đó, do là sau cái sự kiện ở trên chỗ cái đèo Ngoạn Mục á, từ lúc đó đi bất cứ cái chỗ nào, ngồi trên xe máy là My đều niệm kinh Phật hết. Cho nên có lẽ là nhờ cái hào quang Phật Pháp đã che mắt, tức là đã phù hộ độ trì cho My không có thấy được những cái chuyện tâm linh. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ ba, cũng là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Nếu mọi người thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và đừng quên để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần comment. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email nè, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên group căn nhà hoang số 13, đường lên kênh Hồ Sơ X, đường lên TikTok, cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả và được ghi bên dưới phần comment rồi. Xin cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.